Xin chào tất cả mọi người, tiếp tục trong một cái video mới nhất của Nam Heo Audio. Một mẫu súp mà nếu mà các bác thiên về tiếng sâu và ấm, phòng từ 35m² đổ xuống, thì đây là một trong những cái sự lựa chọn cực kỳ tốt cho các bác khi mà sử dụng dòng súp loa siêu trầm cho bộ karaoke nhà mình. Đây là một cục sản phẩm súp là 1018, chính hãng của EVPro, Made in Taiwan và là thương hiệu của Mỹ. Đây, tất cả những cái băng dính này cũng đã in và đã chứng tỏ đó, đây là dòng nhập khẩu của Taiwan và thương hiệu của Mỹ. Một trong những dòng sản phẩm mà đang có cái chất âm da rất là tốt của dòng EVPro. Em đọc hộp cho anh con này. Đây là một sản phẩm súp vân gỗ. Những cái màu vân gỗ của EVPro thì rất là đẹp. Các bác có thể nhìn vân gỗ tự nhiên đấy, những màu vân gỗ của nó rất là đẹp. Dòng này thì sẽ là thiên về cái chất lượng sâu và ấm nhé. Các bác chơi phòng từ 35m² đổ xuống thì chơi con này cực kỳ hợp lý. 1018 model vẫn đang được nổi cách đây tầm 2 năm thì mẫu EVPro cho ra mắt sản phẩm này. Và năm nay thì vẫn đang được duy trì rất là tốt đối với sản phẩm này và được phản hồi cực kỳ tốt đối với các bác khách hàng. Hiện tại thì sẽ là về được màu vân gỗ. Đấy, màu đen thì sắp tới mới về được. Ok, đây là dòng sản phẩm đập hộp. Con này sẽ là bát mặt các bác nhá. Đây là bát mặt này. Đấy. Và hãng EVPro thì em sẽ ưng ý nhất đó là ở cái điểm mặt lưới của nó. Cực kỳ chỉnh chu đối với cái mặt lưới. Tất cả những cái chốt này là đều là inox mà tất cả những cái hãng súp khác khó có thể là làm được cầu kỳ như những cái dòng súp của EVPro. Đấy, tấm lưới của nó không những là tấm lưới không mà nó còn thêm một tấm bên ngoài nữa, gọi là tấm lưới hai lớp đấy các bác nhìn này. Lưới hai lớp ở bên ngoài nó còn có cả khuôn gỗ tự nhiên nữa. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rất là cầu kỳ. Ở trước mặt của nó sẽ là một bát 30 nòng chảo màu đen, viên màu vàng. Đấy, viên màu vàng kết hợp với con này thì kết hợp với những cái dòng sản phẩm như là C6000 hoặc là EB12 thì cực kỳ hay đối với sản phẩm này. Tem chính hãng của EB, các bác có thể vào trang web ebpro.vn để tham khảo giá. Đấy, hoặc là các bác muốn biết giá chi tiết của bên Nam Huy bán thì có thể vào trang web namhuyaudio.com để có thể biết được sản phẩm này hiện tại bên em đang bán giá bao nhiêu. Đấy. Và thông báo với các bác là đây là chỉ về được cái số lượng, đợt này thì đang cấm biên rất là chặt nên là về được số lượng rất là ít cho các bác. Đấy, nó rơi vào tầm chục cục thôi. Vân gỗ các bác có thể nhìn này, em sẽ soi kỹ cho các bác có thể biết được cái vân gỗ của nó là tự nhiên chứ không phải là vân gỗ dán, đúng không ạ? Vân gỗ tự nhiên. Mạch đằng sau thì mạch đời cao nhất sẽ là màu đen các bác nhá. Đời cao nhất màu đen. Đấy, núm vặn là núm cao su. Đấy, núm vặn núm cao su. Đảo pha, súp in và line in, không những có đường súp in còn có đường line in thêm. Đấy. Tỏa nhiệt này thì tất cả chất lượng con này, đặc biệt hãng thông báo đó là nguồn của con này đã được nâng lên đó là 350W, nên là các bác dùng nguồn điện cực kỳ ổn định đối với sản phẩm này. Model của nó sẽ là EVPro 1018 và công suất đặt ra là 550W. Đấy, có mã số seri Tech in USA đây, là làm theo công nghệ của Mỹ và được sản xuất tại Taiwan. Cho các bác rất là đẹp mắt. Và không để các bác chờ đợi lâu, em sẽ bắt đầu tiến hành test chất âm con này. Và giá của con này hiện tại bên cửa hàng em đang bán đó là 3.800.000 đồng các bác nhá. Đối với dòng súp điện, khi sử dụng súp điện này thì cực kỳ đơn giản. Các bác không cần liên quan, vì đó là súp điện, không cần liên quan đến công suất của âm ly hay là công suất của đẩy, mà chỉ cần đúng một cái đường tín hiệu vào thôi. Con này nó đã đầy đủ công suất như là tép bát ở trên này, công suất của nguồn điện này cho vào đầy đủ hết. Đấy, nên là các bác không cần phải lo đó là công suất của âm ly có đánh được súp hay không. Rất là nhiều bác rất là thắc mắc đó là súp điện công suất của âm ly có đánh được súp hay không. Thì em trả lời luôn đó là công suất của âm ly không liên quan gì đến cái công suất của súp. Súp chỉ cần đúng cái đường tín hiệu vào là nó đã chạy được rồi, đúng không ạ? Và em sẽ phối ghép đó là với một bộ loa EB12 vân gỗ tự nhiên của EB và một con vang EVPro DAC450 kết hợp với con súp 1018 cho các bác cho ra chất âm như thế nào, các bác có thể tham khảo qua. Em sẽ cho các bác cùng nghe qua một chút về tiếng súp không có nhạc vào trước để cho bác cùng xem qua về cái độ sâu của con súp này nó như thế nào. Các bác có thể nghe qua nhé. Dùng đi. Em sẽ quay từ từ cho các bác cùng cảm nhận. Chuyển cho anh thêm nhạc vào lượng. Các bác có thể nghe đấy, chất lượng súp.
Vâng, và vừa rồi thì các bác đã được xem qua về một mẫu súp mà tiếp tục cập bến bên em, đó là Ebro 1018. Các bác nào đang cần quan tâm đến mẫu sản phẩm súp này thì liên hệ trực tiếp bên em. Và giá của bên hiện tại bên em đang đưa ra đó là 3.800.000 đồng cho một cái sản phẩm, đó là súp EB 1018. Mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể lên trang web của Ebro hoặc trang web của Nam Huy Audio hoặc kênh YouTube của Nam Huy để biết được thông tin chi tiết về cái sản phẩm này. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video lần sau ạ.